Xin chào các con, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn tập nội dung của hai buổi học ngày 20 và ngày 21 tháng 8 năm 2022 Hai buổi học vừa qua chúng ta đã học các từ vững và mẫu câu liên quan đến hai letter Đó chính là letter I, I và letter J, J Hãy cùng ôn tập với cô nhé, chúng ta ôn tập letter I nào I, I, i cùng đọc với cô các từ vựng nào. Từ đầu tiên insect. Lại nào. insect. insect nghĩa là côn trùng. Tiếp theo chúng ta có từ ink. Ink là mực, mực mà chúng ta dùng để viết đấy con. Tiếp theo chúng ta có từ igloo. Igloo nghĩa là lều tuyết, nhà tuyết và từ con kỳ nhông là iguana, iguana, các con cùng đọc lại với cô nào, i, i, insect, insect, ink, ink, igloo, igloo, iguana, iguana. Tiếp theo hãy cùng ôn tập với cô các từ này nào, từ i I là con dùng khi mà con nói tiếng Anh thì con sẽ xưng là I, có nghĩa là tôi và người nói chuyện với con, con sẽ gọi gọi là họ là you, you nghĩa là bạn, chưa nào? I và you. Tiếp theo chúng ta có một động từ mới đó chính là từ have, have, have có nghĩa là có nghĩa là con có cái gì đấy. Ấy. Tiếp theo nào? Cùng đến với một câu nhé. Các con đọc cùng cô nào. What do you have? What do you have? À, bạn có gì vậy? Để trả lời chúng ta sẽ trả lời là I have a hoặc là I have an. Thì thế nào? Chúng ta lựa chọn từ a hoặc an để dùng thôi nhé. Và lựa như thế nào nào? Lưu ý, các từ vựng bắt đầu bằng ba letter ba chữ cái a e và i thì chúng ta sẽ dùng với từ ẩn hôm trước chúng ta đã có các từ này dùng với ẩn rồi nào đó là các từ an apple an axe an ant an alligator an egg an elbow an envelope an elephant Hôm nay chúng ta sẽ có thêm các từ bắt đầu bằng letter I cũng đi với ẩn đó chính là an insect an insect an igloo an igloo và an iguana an iguana được chưa nào Các con đọc ví dụ cùng cô để nhớ bài nhé. What do you have? I have an insect. What do you have? I have an igloo. What do you have? I have an iguan. What do you have? I have ink. I have ink. Con thấy có sự khác biệt ở đây không? Cô đã tô màu xanh lên cho tụi con này. Từ ink ink là mực Mực mình dùng để bơm vào bút để viết đấy Thì mực là chất lỏng Cho nên mình không đếm được mực đúng không nào Cho nên là mình sẽ không dùng ẩn cho từ ink Mà chúng ta chỉ nói là I have ink thôi Chứ nào Đối với cô trường hợp này nhé Tiếp theo chúng ta ôn tập đến letter J J J Chúng ta có các từ sau chat, chat, jam, jam, juice, juice, jacket, jacket, đọc lại cùng cô nào, j, j, chat, chat, jam, jam, juice Choose jacket, jacket Chứ nào? Và chúng ta học một động từ mới nhé, đó chính là từ want, want, want nghĩa là muốn, mình muốn gì đấy ha. Và có một mẫu câu mới các con cùng đọc với cô nhé. What do you want? What do you want? Bạn muốn gì vậy? Trả lời nào? I want a hoặc là I want an được chưa nào? Và chúng ta cũng chỉ chọn a hoặc an để dùng thôi. Và chúng ta sẽ chọn dựa vào lưu ý sau đây. Các từ vựng bắt đầu bằng ba chữ cái a, e và i thì chúng ta dùng an được chưa nào? A, e, i chúng ta dùng an về với các từ còn lại chúng ta dùng ở. Cùng đọc ví dụ với cô nào. What do you want? What do you want? I want a chat. I want a chat. What do you want? I want a jacket. I want a jacket. What do you want? I want Jam, I want jam. What do you want? I want juice. I want juice. Con thấy cô cũng in màu xanh hai dòng này không? Đối với hai từ cham và juice, mình cũng không dùng ở luôn con nhé. Mình chỉ nói là I want jam và I want juice thôi. Thế nào? Con lưu ý giùm cô ba dòng màu xanh cô đã in cô đã in màu ở đây nhé. I have ink. I want jam và I want choose. Không dùng ở ờ ẩn cho ba dòng màu xanh này con nhé. Được nào? Tiếp theo là phần bài tập về nhà. Đây là tờ bài tập về nhà cô đã phát cho các con. Các con làm giúp cô, một việc đầu tiên đó là mình ghi tên mình vào dòng này được chưa nào? name có nghĩa là tên của con, con ghi tên con vào đây. chưa? Bài tiếp theo chúng ta làm bài tập cùng cô nào. Bài đầu tiên, đây là mẫu của cô con nhé. Đây là mẫu của cô, con sẽ nhìn chữ mẫu lại từ mẫu này và con ghi lại vào các ô còn trống ở đây. Ghi lại theo mẫu của cô nhé. Được chưa nào? Chat, jam, juice và jacket. Ghi lại theo mẫu của cô. Bài tiếp theo các con hãy giúp cô chúng ta dò câu hỏi về mẫu câu what do you want đúng rồi mình dò về mẫu câu hỏi what do you want và mình nhìn hình nào i want an an gì đây con đây là an insect đúng rồi tiếp theo chúng ta tiếp tục dò về mẫu câu what do you want I want an igloo đó, con tiếp tục dò với mẫu câu what do you want? Các câu tiếp theo được chưa nào? Và want cái gì đó thì mình sẽ nhìn hình và mình điền vào giúp cô. Đây nhé. Nào, what do you want? À, I want a cat. Điền cat vào đây. Được chưa nào? Rồi. bài cuối cùng con giúp cô là ở cột I is for I is for con sẽ điền bốn từ bắt đầu bằng letter I đó chính là bốn từ gì nào đây là insect ink igloo và iguana thế nào ở cột J is for con sẽ điền bốn từ bắt đầu bằng letter J đó chính là chạy charm, Choose. và jacket. Thế nào? Các con về nhà làm bài tập, học thuộc các từ vựng dùm cô. Con học thuộc cả cách đọc lẫn cách viết của các từ nhé. Và ôn tập các mẫu câu. Buổi học sau cô sẽ khảo bài các con nào. Đó là tất cả những gì mà cô muốn cùng ôn tập với các con qua video ngày hôm nay. Cảm ơn các con đã lắng nghe. Tạm biệt các con.